Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lý do sâu xa khiến Viện Kiểm sát phải xanh mặt khi nghe đến tên ông Lê Hoàng Quân. Viện Kiểm sát là cơ quan tố tụng, còn tòa án là cơ quan xét xử. Hai cơ quan này kết hợp với cảnh sát điều tra thành một bộ ba thực hiện quy trình tố tụng. Ở Việt Nam, cả ba cơ quan này không độc lập mà nó hoạt động theo chỉ đạo của Đảng. Nếu quan chức đang sai phạm và chiếm quyền điều khiển ba cơ quan này, hay ít nhất có thể tác động vào ba cơ quan này, thì người đó an toàn mặc dù có sai phạm lớn cỡ nào. Hiện nay, bộ ba Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua đã thành một cụm ba quả núi lớn mà không có cơ quan tố tụng nào tác động vào được. Không biết Liên minh Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên có làm được gì những con người này hay không mà thôi. Sai phạm của Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân thì đã rõ. Nhiều lần báo chí nhắc tên nhưng cuối cùng cũng bị buộc phải gỡ bài thì đã đủ hiểu. Hai ông này có quyền lực ngầm rất lớn. Được biết vào hồi tháng 3 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho bắn phát súng lệnh tiến tới phanh phui sai phạm thế lực của Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân bằng cách kỷ luật hai nhân vật này. Từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 3 năm 2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 43 do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì. Đây là hình ảnh được cho rằng phát súng lệnh lần thứ nhất được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Lúc đó, ông Trần Cẩm Tú được lệnh của Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, và ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng và nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016. Tưởng chừng như sau phát súng lệnh đó thì ông Nguyễn Phú Trọng đã ra tay với hai ông này. Nhưng không, sau đó sự việc đã chìm vào im lặng, như là ông Nguyễn Phú Trọng đang vấp phải một ngọn núi đá quá lớn và không thể vượt qua vậy. Với thế lực mạnh như vậy thì Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hay Tòa án Nhân dân làm sao dám động tới tên của hai ông này cho được. Không bao giờ có thể đụng. Và phát súng lệnh thứ nhì cũng chìm vào quyền lãng. Người ta mỉa mai rằng ngay cả ông Nguyễn Thiện Nhân khi nghe đến tên Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân còn run thì nói gì đến chánh án Tòa án Nhân dân thành phố và Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố này. Tuy là câu nói đùa nhưng thực tế nó có nguyên nhân sâu xa. Việc năm 2017, ông Nguyễn Thiện Nhân đã được ông Nguyễn Phú Trọng đưa về nắm thành phố cũng vì mục đích là xử lý sai phạm của nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang. Tuy nhiên, qua 4 năm nắm quyền ở đây, gần như ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ dám vuốt đuôi 4 nhân vật này chứ không làm được gì. Thậm chí, cách chức thành ủy viên của Tất Thành Cang thì ông Nguyễn Thiện Nhân còn không thể làm nổi. Và đến nỗi tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng phải cho thay Nguyễn Thiện Nhân bằng Nguyễn Văn Nên. Trước khi thay Nguyễn Thiện Nhân một tháng, ông Nguyễn Phú Trọng lại cho phát đi một lệnh thứ hai để khui sai phạm của Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân. Đây là hình ảnh trên bài báo Thanh Niên nổ phát súng lệnh thứ nhì. Được biết vào ngày 17 tháng 9 năm 2020, trên báo Thanh Niên có bài đăng ông Lê Hoàng Quân tiếp tục bị kiến nghị xử lý. Bài báo cho biết ông Lê Hoàng Quân đã bị cơ quan tiến hành tố tụng kiến nghị xử lý về mặt đảng và chính quyền trong 3 vụ án. Cả 3 vụ án đều xảy ra ở giai đoạn ông Lê Hoàng Quân đang làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ thứ nhất trong vụ án vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm. Liên quan đến sai phạm giao đất sở hữu nhà nước số 15 Thi Sách, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho công ty Vũ Nhôm, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hình thức xử lý nghiêm khắc các cá nhân khi nhận được văn bản quyết định do bị can Tý ký về quy định giao cho công ty của Vũ Nhôm thuê nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định của pháp luật nhưng không có ý kiến,
trong đó có ông Lê Hoàng Quân. Vụ thứ hai trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài và đồng phạm. Trong sai phạm xảy ra tại nhà đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hồ sơ thể hiện trong thời gian dài ông Tài đã ký nhiều văn bản chỉ đạo và quyết định trái pháp luật trong việc xử lý nhà đất từ 8-12 Lê Duẩn. Nhưng ban chỉ đạo 09 do ông Lê Hoàng Quân làm trưởng ban chỉ thực hiện việc tổng hợp, cập nhật về tiến độ sắp xếp xử lý nhà công sản mà không có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng quan điểm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm khắc về mặt đảng và chính quyền đối với ông Lê Hoàng Quân và các cá nhân có liên quan. Vụ thứ ba trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với 10 bị can, trong đó có bị can Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài. Đây là sai phạm xảy ra khi thực hiện các việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh của bà Diệp và một số 185 Hai Bà Trưng, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh là tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Cả ba vụ án này đều là vụ án rất lớn. Vậy mà một lần nữa, những thuộc cấp của ông Lê Hoàng Quân bị truy tố, còn ông ta thì vẫn bình chân như vậy. Đấy là quyền lực của Trung ương chỉ đạo, còn chưa tới đâu thì làm sao người đứng đầu tòa án và đứng đầu Viện Kiểm sát có thể gọi tên ông này cho được. Và những sai phạm của Lê Hoàng Quân đã được điều tra nhưng chưa dám truy tố, và câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Theo tờ báo Thanh Niên, cơ quan điều tra đã kết luận ông Lê Hoàng Quân là người đứng đầu, trưởng ban chỉ đạo số 09. Ông Quân chấp thuận chủ trương giao cho ông Nguyễn Thành Tài, là vốn là nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo thực hiện hoán đổi theo quy định của pháp luật. Theo kết luận điều tra, việc bà Dương Thị Bạch Diệp đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản tại số 185 Hai Bà Trưng đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không phải hậu quả trực tiếp của chủ trương hoán đổi tài sản. Các cá nhân dưới quyền thực hiện trách nhiệm kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất số 57 Cao Thắng. Nhưng do tin tưởng các đơn vị kiểm tra nội dung này, nên ông Quân đã chấp thuận cho hoán đổi tài sản. Đối với sai phạm này, ông Lê Hoàng Quân có một phần trách nhiệm là người đứng đầu nhưng ở mức độ hạn chế nên chưa đến mức phải xử lý hình sự và kiến nghị xử lý về mặt hành chính. Tuy nhiên, như đã biết, dù được nêu tên trước tòa nhưng cả kiểm sát viên vẫn giữ quyền công tố và chủ tọa phiên tòa đều né tránh hỏi thêm. Được biết, để che lấp đầu mối khui ra Lê Hoàng Quân thì cả các nhân chứng thuộc phía chính quyền đều đổ lỗi cho nhầm lẫn hay lỗi đánh máy là xong. Đây là hình ảnh ông Lê Hoàng Quân đang thách thức tất cả. Trong các phiên tòa ở chế độ này, tình trạng bẻ cong công lý như vậy là rất thường xuyên và hay xảy ra. Vì vậy, người dân có nói công lý là diễn viên hài như vậy. Những người cầm cán cân công lý ở xứ sở này tự nhiên diễn trò xét xử trước công khai mà không hề e ngại điều gì cả. Thực sự là hồ sơ điều tra sai phạm của ông Lê Hoàng Quân đã có đầy đủ. Tuy nhiên, có truy tố hay không thì tòa án cần phải chờ lệnh của Tổng Bí thư, chứ tòa thì không thể nào dám tự tiện làm điều đó. Đấy là việc đáng buồn cho ngành tư pháp của Việt Nam, nhưng nó là sự thật đang diễn ra mỗi ngày trên khắp cả đất nước. Viện Kiểm sát đã thanh minh cho việc không xử lý hình sự ông Lê Hoàng Quân như thế nào. Vào ngày 24 tháng 3, tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử vụ sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 185 Hai Bà Trưng và nhà đất số 57 Cao Thắng, đại diện Viện Kiểm sát đáp lại quan điểm tranh luận của các luật sư và bị cáo. Tại phiên tòa này, ông Nguyễn Thành Tài, vốn là cựu phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong phần tự bào chữa đã nói rằng ông là cấp phó, được chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo 09 lúc đó là ông Lê Hoàng Quân phân công công việc. Trên mặt báo và tại tòa, mọi người đã chứng kiến tất cả. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bỏ qua sai phạm của ông này. Trước ý kiến của một số luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét trách nhiệm của ông Lê Hoàng Quân, đại diện Viện Kiểm sát cho biết hành vi của ông Lê Hoàng Quân đã được đánh giá đầy đủ và nhận định trong cáo trạng. Đại diện Viện Kiểm sát cũng nói rằng chúng tôi xác định ông Lê Hoàng Quân có một phần trách nhiệm không phủ nhận,
nhưng ở mức độ hạn chế nên chưa đến mức xử lý hình sự mà chỉ xử kiến nghị xử hành chính. Đây là hình ảnh Viện Kiểm sát Thành Minh. Thực tế, việc sai phạm của hàng loạt của người đứng đầu ngành dưới quyền của Lê Hồng Quân mà ông này chỉ được kiến nghị xử lý hành chính thì rõ ràng là quá bất công. Đặc biệt nếu không có chỉ đạo đó của ông Lê Hoàng Quân thì đã không xảy ra sai phạm của đại gia Bạch Diệp Dương. Và Viện Kiểm sát chủ yếu đổ tội xuống dưới tránh động chạm lên trên. Đại diện Viện Kiểm sát nói rằng họ ghi nhận việc ông Tài cùng cấp dưới đồng ý chủ trương hoán đổi vì mục đích xã hội hóa, không tư lợi. Tuy nhiên, các bị cáo này đã không có căn cứ tình hình thực tế khi tham mưu chấp thuận phương án hoán đổi dẫn đến sai phạm. Trò chơi quyền lực là như vậy, mạnh thắng, yếu thua. Người có tiền thì chỉ o ép được dân, không có tiền, chứ còn với giới quyền lực thì đành bất lực. Việt Nam vốn là như vậy, công lý chỉ là diễn biến hài mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Hương Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 29 tháng 3 năm 2021 với bản tin Lý do sâu xa Viện Kiểm sát phải xanh mặt khi nghe đến tên ông Lê Hoàng Quân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.